Trang trại chăn nuôi dê sinh sản, dê thịt với quy mô hơn 100 con này là của đôi vợ chồng thanh niên trẻ Trần Thị Sương và Nguyễn Văn Huy ở thôn Mai Lộc 2, xã Cam Chín, huyện Cam Lộ. Trang trại này được vợ chồng xây dựng cách đây 2 năm từ nguồn vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện thông qua tổ chức đoàn thanh niên. Từ trang trại này, mỗi năm vợ chồng anh chị thu lại hơn 200 triệu đồng và quan trọng hơn là có được sinh kế bền vững lâu dài. Vay của ngân hàng bên chủ ngân hàng chính sách là vốn giải quyết việc làm 50 triệu để phụ thêm làm trang trại với mua con giống. Từ đó thì vợ chồng tôi gây dựng được cái trang trại như ngày hôm nay và mong muốn bây giờ là muốn vay thêm một phần vốn để mở thêm trang trại với mua thêm con giống để phát triển lớn hơn và có quy mô rộng hơn. Thời gian qua, cả cấp bộ đoàn ở Cam Lộ đã chủ động triển khai các giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ thanh niên về nghề nghiệp, việc làm gắn với các chính sách của Trung ương và địa phương, giúp đoàn viên thanh niên được tiếp cận với các nguồn hỗ trợ, có điều kiện lập thân, lập nghiệp. Trong 5 năm trở lại đây, đã có 56 mô hình dự án thanh niên khởi nghiệp được tiếp cận các nguồn vốn với số tiền hơn 2,5 tỷ đồng. Tổng dư nợ ủy thác Ngân hàng Chính sách Xã hội qua kênh đoàn thanh niên lên 18,2 tỷ đồng. Toàn huyện hiện có 46 mô hình thanh niên phát triển kinh tế vừa và nhỏ, trong đó 32 mô hình chăn nuôi, trồng trọt, 14 mô hình dịch vụ kỹ thuật. Thì chúng tôi sẽ phối hợp với Ngân hàng Chính sách để rà soát các cái mô hình thanh niên phát triển kinh tế trên địa bàn huyện có nhu cầu vay vốn, để từ đó thì tìm các cái nguồn vốn để hỗ trợ cho thanh niên. Đặc biệt đó là ưu tiên những cái thanh niên có cái mô hình kinh tế mới, những cái mô hình ứng dụng những cái con mới nhằm phát triển kinh tế tại gia đình. Thông qua các cái hoạt động này thì cũng giúp thanh niên mở rộng các cái quy mô, các cái mô hình cũng như các cái cơ sở sản xuất, từ đó để nâng cao cái hiệu quả kinh tế, phát triển kinh tế bản thân cũng như của gia đình, đóng góp vào sự phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Bằng những chính sách cụ thể, thiết thực, với tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, dù còn không ít khó khăn, nhưng nhiều thanh niên vẫn vươn lên thoát nghèo và làm giàu ngay trên chính quê hương mình khi được trao sinh kế phù hợp, khi nhận được cơ hội từ sự trợ giúp của tổ chức đoàn thanh niên.